Hello, lại xin chào tất cả các bạn nha. Nay trời nó mưa. Bây giờ là mình sẽ đi cắm câu nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi một mình. Mình thì cắm với là 47 cân nha các bạn. Đây. Rồi cắm đây là mình mới dốt cần cắm hôm bữa ấy. Đó, thì hôm nay mình sẽ cầm máy cam. Mình đi nha các bạn. Cái trời mưa không thể nào cầm theo máy quay được. Máy quay nó cũng bị trục trặc á. Rồi, ok. Bây giờ là tiến hành đi lên chỗ cắm nha các bạn. Mình đi cắm giữa chân là thấy dưới kia có một bầy chim nhát luôn các bạn. Ở mình là kêu là chim nhát chô nó đứng mà đầy luôn các bạn. Đã là mình đang cắm một con mấy con nữa là xong nha các bạn. Giờ là đỡ mình tới là nó bay lên các bạn. Rất nhiều nha các bạn. Tối nay là mình sẽ cầm buổi cầm giúp. Rất nhiều nha các bạn. Tối nay là mình sẽ cầm củi theo mình giúp nó luôn nha các bạn. Trời nó hơi gió nha các bạn. Giờ là mình sẽ cắm xong luôn cái máy còn lại. Mình cắm những cái đường nước mà nó ra ruộng nha các bạn. Thường thường đục đục vậy là có khe trơ nè. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cắm hai ba cái chỗ này. Rồi ok, mình dừng cái video ở đây nha các bạn. Giờ đợi mình cắm xong ở đây rồi mình đi thăm một lượt. Ok, bây giờ là mình đi thăm cái bãi đầu tiên nha các bạn. Ở đây mình cắm mấy cái á. Hết mồi các bạn. Tiếp tục cắt ra nào. Wow, con gì anh mà nó phanh cỡ này luôn này các bạn. Con gì anh mà nó phanh cái dây luôn mà nó nhui luôn này. Đứt cái dây luôn à. Wow. Rồi ok, ở đây thì có 37. Thì tôi sẽ chỉnh móc màu lại. Okay, các bạn không có kéo, không có dính kéo. Tiếp tục cái bài tiếp theo nha các bạn. Được, đây hết màu các bạn ơi.
không dính nha các bạn. Sau khi đi thăm hết một lượt bẫy bốn mấy cái thì nó không dính con nào hết nha các bạn. Nói chung không dính nên tôi cũng có quay. Nản quá. Rồi thôi bây giờ đi về. Chúc chiều tối lên thăm tiếp. Chúc chiều tối lên thăm tiếp nha các bạn. Tôi sẽ cầm củi theo, tôi giúp mấy con chim nhát nha các bạn. Rất nhiều chim nhát luôn. Bay chim nhát mười mấy chục con ạ. Rồi ok. Giờ là tạm dừng video tại đây nha các bạn. Giờ là tôi đi về, trời mưa bụi. Nói là nó không nghe nó. Bây giờ là đi thăm lần 2 nha các bạn. Đi thăm lần 2, nếu mà lần này không có là tôi sẽ rút bẫy gì luôn. Tại vì nếu như có là nó sẽ có rồi. Còn do nước này nó hơi lớn các bạn. Nên là không biết như thế nào. Rồi ok. Bây giờ là tiếp tục tới cái bẫy, những cái bẫy đầu tiên rút lần này. Hy vọng nhất là những cái bẫy trên này thôi. Còn nếu mà không có nữa, xuống kia là chốt queo, chốt quốc. Đang nói chuyện giữa chừng thì cái máy nó hết pin các bạn. Rồi ok, tôi mới thay pin mới rồi. Rồi bây giờ năm bảy thôi. Bảy ở đây kéo vô lùm luôn mẹ. Kéo vô lùm con tí trong lùm luôn. Anh đi. Anh đi bè cái sao ạ? Ok, bè cái lên đây không có cái nào dính nha các bạn. Rồi tiếp tục đến cái mới nào. Rồi đi xuống chỗ đây luôn anh. Chỗ đây là rồi sẩm tấu nha các bạn. Rồi cái đây nếu có không mà kéo quẹo xuống đây chỉ có đây, móc rồi gỡ trong này. Có không còn màu luôn bởi vậy không kéo nước lớn quá nước nó không có rạch được. Ok, không có ké nha các bạn. Tiếp tục cái bẫy ngay đây nha các bạn. Nãy giờ thăm 12 cái bẫy rồi mà chưa dính cái nào hết các bạn ơi. Giờ cái đây thử may mắn. Ôi giời, cái này dính con ké các bạn ơi. Điểm hơi tốt. Lấy pin bật lên các bạn. Đây. Dính ké tí hon các bạn ơi. Này cầm ké tí hon. Đưa pin này, đưa pin này. Ok, bây giờ mình đỡ mũ ở trên mũ mình đi thăm những cái tiếp theo các bạn. Tôi cho tôi xem cho nó khỏi không. Không thấy đâu mà, không thấy đâu nhờ. Còn màu đây mà. Mở bẫy cho mẹ.
cái này hết màu rồi các bạn ơi. Bờ kia trước anh, bờ kia đi trước anh, đeo đá trước luôn anh. Ở đây con 7 9 không không thấy động tĩnh gì các bạn ơi, còn màu luôn. Hết dạng bãi khô này rồi, làm mười mấy cá chưa dính được cái nào hả? Tiếp tục những cái bãi tiếp theo nha các bạn. Không coi hết màu. Tụi đây không, mày báo gỡ cái tụi đây không, hết màu rồi. Nước lớn quá không, không có cá, không phải không có cá mà nước lớn quá đảo nước rồi, nó không dính được. Ok, giờ các bạn theo chân tôi nha, rời khỏi màn hình. Tôi cũng đang nôn nóng những cái bẫy của tôi lắm đây. Cái này hết bẫy hết màu luôn rồi, đi theo đóng căng lại giùm cái. Xuống dưới đây còn mớ nữa. Đóng căng rồi. Như bữa đỡ xuống cái là thôi dính liền. Đây còn màu luôn à. Chân chân ngon chứ. Đây không có con tua là quấn được luôn. Đưa chỗ được rút ra đây mà tính trường mà cũng có thôi để làm gì. Nói tưởng là dính chứ ở Trung Quốc. Thôi các bạn về dõi theo tôi gỡ hết cái bẫy luôn nha các bạn. Thấy không, còn màu luôn này các bạn ơi. Màu luôn à, làm gì dính con ke trùng. Ok,
mỉa mây này ngọc nó lúc chạy đi mà có thầu chứ. Đây còn màu luôn các bạn, nó rỉa nét. Coi giảm mấy chỗ xinh. Đây còn màu luôn bạn ơi. Còn màu luôn bạn ơi. Còn màu yêu nguyên. Có gì không? Ui dồi, ui dồi, dính cột kẹt rồi. Dính cột kẹt rồi. Dính cột kẹt rồi, khủng. Từ rút mấy bãi luôn à. Video ở đây nha các bạn. Xíu nữa có chim là mình sẽ quay. Hồi nãy giờ đi thăm không có dính, giờ cần đây dính con nên mình quay cho các bạn xem luôn nha các bạn. Quá được chú bên trê. Trên này các bạn ơi. Quá mê. Rồi đây đây đây. Ở đây vậy này, dính rồi nào dính xuống. Kéo. Rồi tiếp tục theo chân tôi xuống dưới đây còn be bảy nữa là. Đây là còn be bảy nữa là hết nha các bạn. Tôi rồi 47, 48 cái bảy của tôi. Nói chung rất lớn quá. Tôi rồi đây rồi có chim cu gì ạ? Tiêu đâu mà không biết có dính không.
đồng màu. Dụ em thấy kéo về mặt tiêu như mê rồi. Ủa? Đây cần nữa. Rồi không thấy động tĩnh gì luôn, còn trông luôn. Cắm đây nha, vậy nó hết. Ôi, mày một con mẹ luôn. Còn màu luôn. Rồi.